Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Trước màn hình của quý vị và các bác đây đang là đồ loạt DMX các bác nhá, đồ loạt DMX212. Đây, quý vị và các bác chú ý lên màn hình dùm em nhé. Đấy, ê căng đây các bác ơi, ê căng thép không dỉ các bác nhé. Ê căng thép không dỉ, rất là đặc biệt luôn. Vâng, và như quý vị và các bác thấy ở bên hông của nó là chỗ tay cầm của chúng ta để bê loa các bác nhé. Đấy, rất là thuận tiện cho chúng ta di chuyển loa hoặc là chúng ta nhấc loa lên. Một điều nữa là dòng loa này thì logo của nó là được nhà thiết kế các kỹ sư người ta cho ở phía trước đây các bác nhé, làm nổi bật lên chiếc loa. Đấy, làm nổi bật lên chiếc loa. Được chiếc loa này được sơn sần màu đen các bác nhé. Chiếc loa này được sơn sần màu đen. Đấy, các bác về nhà các bác có thể treo đây, treo đứng lên được nhé. Các bác treo đứng lên được này, các bác treo nó nằm này, hoặc là các bác để ở trên kệ các bác nhé. Các bác để trên kệ hoặc là các bác để ở trên những cái chiếc chân như thế này dùm em. Đấy, để lên những chiếc chân như thế này dùm em. Loa này thì các bác nhìn này, sơn đen, sơn sần màu đen, sơn nước từ những cái nước sơn của nó rất là chất luôn các bác nhé. Đấy, từ những nước sơn của nó rất là chất rồi. Đấy, hiện tại bây giờ là em đang cắm vào một cặp. Hai lỗ thông hơi của nó là được thiết kế ở phía đằng sau các bác nhé. Dòng này thì hai lỗ thông hơi của nó thiết kế ở đằng sau. Nó lại khác so với lại những đôi 312 các bạn nhé. Nó khác với lại những đôi 312. Những đôi 312 thì lỗ thông hơi của nó là nằm ở phía trước, còn những đôi 212 này thì lỗ thông hơi của nó nằm ở phía sau. Đấy. Được trang bị bát 30 các bạn nhé. Được trang bị bát 30 và một càn. Rất là uy lực luôn các bác nhé. Nếu mà trong vòng 40-45 mét vuông thì các bác khỏi cần trầm luôn. Như hiện tại bây giờ là em chưa, em không sử dụng trầm nhé. Chút xíu nữa em sẽ mở lên, em sẽ mở nhạc lên test cùng với lại quý vị và các bác. Đấy, chất âm nó khẳng định luôn các bác nhé. Các bác đầu tư hơn 5 triệu, các bác đầu tư hơn 5 triệu các bác có đô loa full mạnh, đẹp, chất, hay. Hàng chính hãng, nhà máy luôn các bác nhé. Bên em nhập từ nhà máy cho nên là nó cũng được cái giá tốt, cho nên là bên em cũng để cho các bác cái giá cũng cực kỳ là tốt luôn các bác nhé. Bây giờ em sẽ mở nhạc lên để quý vị và các bác cùng nghe, cùng cảm nhận và cùng thưởng thức đôi loa full DMX DMX212 các bác nhé. DMX212. Đây, em chỉnh lại điện thoại chút xíu các. Rồi ok, bây giờ em sẽ mở lên nhé. Tôi vẫn nhớ những đêm nhớ.
Dạ vâng, đôi loa này thì cực kỳ là mạnh luôn các bác nhá, gọi là khủng long bạo chúa luôn. Mọi chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, hoặc quý vị và các bác để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.